Mới đây trên mạng xã hội Facebook lại tiếp tục xôn xao một đoạn clip ghi lại cảnh bắt nháo mua đất còn nhanh hơn một rầu tại một mảnh đất đang trồng cao su ở Bình Phước. Theo đó, cảnh hàng trăm người tập trung tại một khu đất lớn ở xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Số người này tập trung trên hai tuyến đường đất và đại đá, một bên trồng điều, một bên trồng cao su, cùng hàng chục xe ô tô du lịch đậu kín hai bên đường. Bên phía lô cao su đã được cắm sẵn các trụ bê tông sơn đỏ kiểu như phần lô bán nền. Xung quanh có nhiều nhân viên môi giới cầm bản đồ khu đất chạy đi chạy lại. Một số người liên tục báo thông tin các lô đất đã chốt mua. Theo quảng cáo của công ty bất động sản, khu đất này được chia thành 26 nền, có diện tích từ 1.000 m2 trở lên. Hiện công ty này có trụ sở tại Bình Dương. Clip được đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng về tính pháp lý của các lô đất nền tại đây, cũng như sự thật liệu có được các nhà đầu tư chốt nhanh như chớp như vậy không. Liên quan đến clip gây xôn xao trên mạng xã hội này, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Đồng Phú Nguyễn Anh Tuấn xác nhận sự việc xảy ra tại một khu đất thuộc địa bàn ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú. Theo ông Tuấn, sự việc xảy ra vào sáng ngày 24 tháng 9 trong khoảng thời gian ngắn. Khi địa phương biết sự việc và vào kiểm tra thì những người tại đây đã giải tán hết. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú cũng đã có chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa xác minh làm rõ vụ việc và có báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện. Sự việc khai chốt mua đất nhanh như chớp cũng khiến nhiều người nhớ lại clip vụ việc công ty bất động sản chốt cọc đất Vui Như Hội cũng tại Bình Phước vào hồi đầu tháng 2 năm 2022.